Và bây giờ thì để mở đầu chương trình văn nghệ ngày hôm nay, để tưởng nhớ và dâng lên cố nhạc sĩ Lam Phương, kính thưa quý vị, có một bài hát mà đặc biệt là ngay sau khi ông qua đời thì mỗi lần cất lên mọi người đều không khỏi chạnh lòng, bởi bài hát này được cho là đã vận vào cuộc đời của ông, là một sáng tác mà ông đã viết nên trong những lúc cô đơn nhất trong đời của mình. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Một Mình, sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, ngay bây giờ sẽ được dâng tới ông với một trong những tiếng hát thân thiết nhất của nhạc sĩ Lam Phương. Kính thưa quý vị, tiếng hát nồng đàn của nữ ca sĩ Ngọc Anh. Con thấy chú nằm đây mà không thể nào nắm tay hoặc ôm chú để chào tạm biệt chú. Con yêu thương chú vô cùng. Và con tin rằng là tất cả những bài hát, những tác phẩm, những giai điệu, những lời ca, những bài hát mà chú đã viết lên sẽ được vang mãi qua những tiếng ca của những người nghệ sĩ, các anh chị em nghệ sĩ yêu thương chú. Và ngày hôm nay con cũng xin được tặng chú bài hát mà con đã được cùng chú đi bay khắp mọi nơi, những nơi có những người Việt của chúng ta sinh sống. Và bài hát này là bài hát đã giúp con được đến gần với cả khán giả rất là nhiều. Con xin được cảm ơn chú rất nhiều qua bài hát Một Mình này. Xin một lần nữa được gửi tặng chú và gửi tặng khán giả thân yêu. Chim giật mình biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá hạ sương lìa cành, đời mong manh quá kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đường xưa quen lối, tình dối người mang, tình riêng chăm mối một kiếp đã đoán. Cứ tìm tình trong chất ngôn ngang, còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho khuya tối. Nhìn quanh một mình đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng chỉ vì đời mình chưa có bình minh.
xuyên qua lá hạt sương lìa cành, đời mong manh quá kể chi chuyện mình, nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đường xưa quen lối, tình dối người mơ, tình riêng trăm mối, một kiếp đã đoạn. Cứ tìm tình trong chất ngôn ngang, còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau. Đường xưa quen lối, tình dối người mang, tình riêng trăm mối, một kiếp đã đoạn. Đường xưa quen riêng trăm mối, một kiếp, một kiếp đã vâng, thưa quý vị, xin mời Ngọc Ánh. Chú. Xin kính chào chú. Vừa rồi là tiếng hát nhiều trăn trở của Ngọc Anh đã gửi đến một mình sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Lam Phương, bài hát Một Mình. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin phép được đọc thêm một số các cái lời chia buồn của nhiều nghệ sĩ từ khắp nơi gửi về để đưa tiễn cố nhạc sĩ Lam Phương. Và một điều xin thưa cùng tất cả quý vị là chúng tôi có nhìn sơ qua những cái ý kiến mà quý vị đã comment ở trên YouTube cũng như là Facebook. Nhiều vị cũng hơi nóng ruột và nói rằng là sao nói nhiều quá, không để cho chương trình liên tục. Thì chúng tôi xin phép quý vị, như chẳng hạn như trong tiết mục này, thì sau khi Ngọc Anh hát xong để giới thiệu tiết mục kế tiếp thì chúng tôi phải tìm cách để câu giờ để cho có thể thay đổi một số các cái chi tiết kỹ thuật liên quan đến chương trình. Và đó là chúng tôi cũng lại phải nói thêm dài dòng một tí. Cho nên là những điều này thì xin quý vị nào đang xem ở nhà hoặc xem live stream trực tiếp đó, thì xin cũng thứ lỗi bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi xin đọc những ý kiến của nữ ca sĩ Hà Vi. Chú Lam Phương kính mến, chú đã ra đi nhưng dòng nhạc của chú sẽ luôn đọng lại mãi trong lòng của Hà Vi, cũng như hàng triệu khán giả luôn hâm mộ và yêu thương chú. Thành kính phân ưu đến gia đình chú, nhạc sĩ Lam Phương. Xin quý vị cũng thông cảm cho là hai anh em chúng tôi một cái microphone, cho nên là hai anh em sẽ phải nhường qua nhường lại cho nhau. Nhưng mà quý ơi, ngày hôm nay chúng ta đến đây để chia sẻ tình yêu thương dành cho cố nhạc sĩ Lam Phương, cho nên tất cả mọi thứ đều có thể xí xóa, đúng không thưa quý vị? Tình yêu mới là quan trọng nhất. Tiếp theo là chia sẻ từ nhạc sĩ, xin lỗi quý vị, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từ Việt Nam. Khi hay tin chú rời xa thế gian để về bên kia thế giới, thì con và rất nhiều văn nghệ sĩ cũng như khán giả của chú đều bàng hoàng thương tiếc. Con biết là mình sẽ không bao giờ đủ từ ngữ để ca tụng và vinh danh hai chữ Lam Phương. Con chỉ biết nói với vong linh của chú rằng âm nhạc Việt Nam, ca sĩ Việt Nam, người yêu nhạc Việt Nam đều biết ơn chú. Gia tài âm nhạc khổng lồ mà chú đã để lại cho cuộc đời này là một sự kế thừa miên viễn. Sẽ mãi mãi không bao giờ có một Lam Phương thứ hai nào xuất hiện được nữa, vì chú đã hiến tặng cho đời những gì hay nhất, đẹp nhất của tân nhạc Việt Nam rồi. Có lẽ đó là sứ mệnh siêu năng lực mà chú đã khoác lên mình trong suốt chừng đó năm qua, để những bản tình ca bất hủ và bất tử của chú sẽ luôn hiện diện trong tiềm thức và trong tâm khảm của những người yêu nhạc Việt Nam. Này, từ Việt Nam xa xôi,
nơi đã đón những nốt nhạc đầu tiên của tượng đài âm nhạc vĩ đại Lam Phương. Con xin cúi đầu thắp ba nén nhang kính tiễn hương hồn Chú về nơi thiên đường. Con tin là ở nơi xa đó, Chú sẽ luôn dõi theo những đứa con tinh thần của Chú, ngày đêm tiếp tục làm đẹp thêm cho cuộc đời này và nhất là cho nền tân nhạc Việt Nam. Đàm Vĩnh Hưng. Và đó là phần chia sẻ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin giới thiệu đến cùng quý vị một nữ ca sĩ khác của Trung tâm Thúy Nga. Người nữ ca sĩ mà sự nghiệp âm nhạc của mình đã có phần đóng góp không nhỏ của những sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Ngày hôm nay, để tiễn đưa người nhạc sĩ quá cố, cô cũng sẽ trình bày những nhạc phẩm ưng ý nhất của nhạc sĩ Lam Phương để gửi đến cho tất cả chúng ta. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát Như Quỳnh. Xin cảm ơn anh Dũng và Ngọc Hân cũng như là toàn thể các anh chị em trong Trung tâm Thúy Nga và các bạn đã đến đây và cũng như là đưa tiễn nhạc sĩ Lam Phương. Như Quỳnh xin được góp một tiếng nói của mình mà thôi. Hôm nay Như Quỳnh đứng đây cùng với mọi người để tiễn biệt một tinh hoa của nền tân nhạc Việt Nam. Có lẽ những mỹ từ để vinh danh cho nhạc sĩ Lam Phương bao nhiêu cũng không đủ. Cá nhân Như Quỳnh cảm thấy ông là một nhạc sĩ đa tài và thành công ở mọi thể loại mà ông sáng tác. Dù là thế hệ đi sau, khi trình bày những tác phẩm của ông, nhưng Như Quỳnh cảm thấy rất là may mắn vì đã được ông ưu ái dành cho một số tác phẩm mà Như Quỳnh mạn phép được ghép lại thành những dòng tri ân sau đây. Người đã khuất niềm vui không trọn vẹn, bọt biển tan hòa nhịp sóng trùng khơi. Tạ ơn mẹ rong chơi mỗi tuổi đời, chung mộng dứt người về nơi yên nghỉ. Thời gian làm tim quên mau, thời gian làm nguôi cơn đau, mà sao với ta thời gian không nhiệm màu. Xin vĩnh biệt nhạc sĩ Lam Phương. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Như Quỳnh. Kính thưa quý vị, và để liên tục chương trình thì Ngọc Hân cũng xin được đọc vài comments mà Ngọc Hân đã thấy được ở trên YouTube hiện đang trực tiếp của Trung tâm Thúy Nga, mà các khán giả ở khắp mọi nơi đã gửi về cho buổi tang lễ ngày hôm nay. Loan từ cô Loan Cao: tôi là một người ái mộ nhạc của ông từ ngày còn bé và đến hôm nay vẫn thế. Xin ngã nón nghiêng mình vĩnh biệt ông, một người nghệ sĩ tài hoa. Từ Tâm Nguyễn: âm nhạc Việt Nam đã mất đi một đại nhạc sĩ, vĩnh biệt Chú và xin chia buồn cùng gia quyến. Từ Thành Nguyễn: thành kính chia buồn cùng nhạc sĩ Lam Phương, cầu nguyện ông sớm về cõi Phật. Và kính thưa quý vị, để liên tục chương trình, xin mời tất cả quý vị cùng trở lại với những tiếng hát và những dòng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương. Ngày hôm nay là trong chương trình văn nghệ này, chúng tôi có sự góp mặt của nhạc sĩ Hoàng Nghĩa, mà tất cả chúng ta đều thân thương gọi là nhạc sĩ Nghĩa Sữa. Và bây giờ, để trở lại với chương trình văn nghệ, thì xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Hôm nay con Ngọc Huyền đến kính viếng bác Lam Phương, cầu hương hồn bác được về nơi cõi an lạc quốc. Và
Một nhạc phẩm bác đã viết và con đã từng hát, và con rất yêu nhạc phẩm này. Xin được hát kính dâng lên, đưa tiễn hương hồn bác. Hãy
chuyện buồn của đôi ta. Đêm mai này ngàn sâu còn nhớ đến câu chuyện. Đứng trước hương hồn bác, con thay mặt mẹ Thanh Tuyền và gia đình con, cũng như tất cả quý khán giả yêu nhạc của bác, xin cầu nguyện bác về nơi Đức Phật. Và con trân trọng xin được hát hai câu cuối tưởng nhớ kính yêu bác. Tuy bác về nơi an lạc quốc, nhưng những dòng nhạc của bác, những gì bác để lại cho đời, cho âm nhạc Việt Nam, cho chúng con, luôn mãi bất diệt. Đêm mai này ngàn sâu còn nhớ đến khúc nhạc tình của Lam Phương. Xin cảm ơn tiếng hát của Ngọc Huyền. Bây giờ thì chúng tôi xin kính mời quý vị cùng thưởng thức hai tiếng hát của Lương Tùng Quang và Diễm Sương. Trong khi chờ đợi Lương Tùng Quang và Diễm Sương thì chúng tôi cũng xin đọc một chia sẻ ngắn của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Đây có lẽ là lời chia sẻ mà Lệ Quyên đã gửi về trước khi năm 2020 kết thúc. Cô viết rằng: Chú ơi, dù ở thế giới nào, con tin chú cũng là một thiên tài. Tạm biệt chú Lam Phương. Chúng ta cùng đếm ngược cho 2020 mau trôi qua. Lệ Quyên. Và bây giờ thì mời quý vị cùng hướng về lễ đài để chúng ta cùng đón hát, đón chào hai tiếng hát Lương Tùng Quang và Diễm Sương. Dạ, trước hết thì cho con là Diễm Sương cũng như là anh Lương Tùng Quang được kính chào chú và cũng như là chào tất cả các cô chú, các ông bà, các anh chị. Chú ơi, hôm nay tụi con đứng ở đây và tụi con thấy chú đang nằm ở bên kia. Nhưng mà con thì luôn luôn nhớ nụ cười của chú vô cùng luôn. Mỗi lần mà nhớ tới nụ cười của chú thì con lại rất là xúc động, bởi vì là con mặc dù là hậu bối nhưng mà may mắn quá là con được đi chung show với chú một hai lần, live show Tình Ca Lam Phương. Và con còn nhớ là mỗi lần mà tụi con hát trên sân khấu thì chú luôn luôn lặng lẽ và ngồi một mình sau hậu trường để nghe tụi con hát. Và mỗi lần mà con hát xong thì con luôn luôn đi vào thật là nhanh để gặp chú, để hỏi chú là không biết con hát có được không. Thì cái ấn tượng mãi mãi nằm trong lòng của con là lúc nào chú cũng cười. Chú cười một nụ cười rất là hiền hòa, rất là thánh thiện. Và lúc nào chú cũng nói rằng là con hát tốt quá. Và hôm nay con cũng lại rất là may mắn khi con được đứng đây, con lại hát và chú nằm bên kia và lắng nghe con hát. Và con luôn luôn mong rằng là chú sẽ luôn luôn được an lạc ở cõi Phật chú ha. Và chắc chắn từ đây về sau tụi con luôn luôn hát những ca khúc của chú và biết rằng chú vẫn luôn luôn lắng nghe tụi con hát. Con xin chào chú Lam Phương cũng như tất cả quý vị có mặt nơi đây hoặc xem trên đài. Con sẽ giữ mãi nụ cười của chú. Con không có dịp gặp chú nhiều, nhưng vài lần mỗi lần con gặp chú thì nụ cười của chú rất hiền hậu, sẽ nằm mãi trong trái tim con, cũng như những ca khúc bất hủ của chú để lại cho đời. Và hôm nay để tiễn chú đoạn đường cuối, con và em Sương xin gửi đến chú một ca khúc mà tụi con cũng rất là yêu thích. Và mong rằng
Chú sẽ bình thản mà ra đi. Con xin gửi đến Chú ca khúc được mang tên Biển Tình. Nằm nghe sóng vô từng lỡ xa, bò tràn theo từng là gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô trên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lỡ vì đắm say tình mơ. Trong giấc mơ mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong cho tương lai đường trắng ta cùng bước. Xia tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa u phiền đắng cay trần gian. Đời anh chỉ đẹp vì có em, ngày dài sẽ là mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Trăng nhô trên cao, trăng gác trên đầu núi, bay xanh xanh lỡ vì đắm say tình mơ. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong cho tương lai đường trắng ta cùng bước. Xia tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa u phiền đắng cay trần gian. Đời anh chỉ đẹp vì có em, ngày dài sẽ là mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Và Diễm Sương. Kính thưa quý vị, như là ở trong buổi lễ đầu buổi sáng ngày hôm nay thì Hòa Thượng đã chia sẻ là một trong những ước nguyện chưa tròn của cố nhạc sĩ Lam Phương lúc còn sanh thời, đó là ông đã ước được một lần có thể trở về quê hương để có thể đến bên mộ phần người mẹ của mình, thắp cho bà một nén nhang.
Nhưng tiếc là cho tới tận phút ra đi thì ước nguyện này vẫn còn dang dở. Người mẹ tảo tần năm tháng sớm hôm nuôi dưỡng nhạc sĩ Lam Phương cùng các em của ông từ thuở còn thơ dại sau khi bố của ông ra đi là một trong những người nuôi dưỡng cảm xúc của Lam Phương từ những ngày đầu tiên, giúp cho ông có những sáng tác rất tuyệt vời. Và đặc biệt một trong những sáng tác mà ông viết về tình mẫu tử thiêng liêng mà đã được rất nhiều các ca sĩ lựa chọn để thể hiện, đó là nhạc phẩm Đèn Khuya. Đây là bài hát mà nhạc sĩ Lam Phương viết bằng tất cả tấm chân tình mà ông đã gửi đến cho người mẹ của mình. Và ngày hôm nay chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng nghe lại bài hát này với tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Thủy. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Hôm nay Hương Thủy tới đây để thương tiếc và tiễn chú Lam Phương. Thì Hương Thủy cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết là trong lòng của mình sẽ nguyện cầu cho chú. Tại rất là nhiều lời để nói diễn tả cho chú thì Hương Thủy cũng không biết nói nhiều. Sẽ đem cái tấm lòng của mình đến đây để hát bài hát này, để tiễn biệt chú. Cũng như là hy vọng là tất cả quý vị nào thương mến, thì ngày hôm nay là ngày rất là đặc biệt. Chúng ta nên thành tâm, thật lòng, nguyện cầu. Rất là quan trọng, đối với Thủy là đạo Phật giáo, cho nên là quan trọng quý vị hãy thành tâm cùng hiệp lực để cầu nguyện cho chú. Đó là một điều tốt nhất những cái ngày này. Hương Thủy chỉ biết vậy thôi. Và sẽ hát một bài hát của chú, đó là bài Đèn Khuya. Mời quý vị cùng nghe. Thank you.
Cảm ơn Hương Thủy và nhạc phẩm Đèn Khuya. Thưa quý vị, bài hát tiếp nối chương trình là một bài hát cũng là một trong những dấu ấn sâu đậm của nhạc sĩ Lam Phương. Nếu quý vị nào là những người đã sinh trưởng trước năm 1975 và là những người đã yêu mến nền thoại kịch của miền Nam trước năm 1975, thì chắc chắn không thể nào quên bài hát Thu Sầu. Đây là một trong những bài hát mà nhạc sĩ Lam Phương đã cùng kết hợp với ban kịch Sống Túy Hồng vào thời gian đó, phát sóng trên đài truyền hình số 9 ở Sài Gòn. Đây là chương trình thoại kịch được nhiều người yêu mến kịch nghệ theo dõi mỗi tuần trên làn sóng TV. Trong chương trình ngày hôm nay thì bài hát Thu Sầu sẽ được gửi đến cùng quý vị với một tiếng hát cũng được gọi là một chi bảo của truyền hình Việt Nam trước năm 1975. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến cùng quý vị tiếng hát Phương Hồng Quế và nhạc phẩm Thu Sầu. Phương Quế xin kính chào tất cả quý vị và xin phép quý vị cho Phương Hồng Quế một vài phút để tâm tình với anh Lam Phương. Anh Lam Phương, một người anh rất là thân thương của Phương Hồng Quế. Từ 50 năm trước, cái ngày đầu tiên em gặp được anh ở tiểu đoàn 50 Chiến tranh Chính trị, Băng Văn Nghệ Hoa Tình Thương. Lúc đó hình ảnh đầu tiên của em là một chàng trai mái tóc bồng bềnh, rất là nghệ sĩ, một nụ cười hiền hòa lúc nào cũng nở trên môi anh. Từ đó thì anh em chúng ta được biết nhau qua những chuyến công tác, rất là nhiều kỷ niệm buồn vui. Em biết rằng cuộc đời là một chuyến xe. Tới trạm, nhà thì anh xuống trước, kế tiếp là em cũng sẽ theo sau. Biết như vậy, nhưng mà trong lòng cũng rất là bùi ngùi, thương xót. Em không biết nói gì hơn. Cách đây vài tháng thì đến thăm anh. Anh em mình kể lại những chuyện ngày xưa, những lúc đi hát chung, thì anh, ánh mắt anh sáng rỡ, anh rất là vui. Và em muốn tạm biệt anh ra về mấy lần, nhưng mà anh vẫn muốn giữ lại để mà kể chuyện ngày xưa. Có một cái điều em không ngờ, anh ra vào nhà thương rất nhiều lần, rồi anh lại trở về lại gặp anh. Không ngờ lần này là cái lần anh không trở về nữa. Có một sự hối tiếc là vì nhân mùa Giáng sinh em định đến thăm anh, gọi điện thoại cho cô Bảy thì cô Bảy, em gái anh, đã trả lời là anh nằm viện. Em viết sẵn thiệp Giáng sinh và một món quà để dành tặng cho anh vui trong ngày Giáng sinh. Nhưng không ngờ tấm thiệp đề ngày 20, ngày 22 anh đã ra đi. Anh không còn quay về nhà nữa, và cái tấm thiệp em vẫn còn giữ ở đây. Em mong rằng anh nghe được những cái lời tâm tình của em, và anh hãy yên nghỉ vãng sanh Cực Lạc Quốc. Nơi đây mọi người khán thính giả ai ai cũng yêu thương anh hết. Cô em gái ngày xưa của anh lúc nào cũng vẫn nhớ anh. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Bây giờ em sẽ hát cái bài hát mà mấy chục năm trước anh đã từng đàn cho em hát. Anh nghe, đây là lần cuối cùng em hát đối diện với anh.
thu thưa nắng gió mang niềm nhớ. Trời chiều man mác buồn nát con tim, lệ tình đẫm ướt táo trinh nguyên. Kỷ niệm êm đêm còn in trên giấy, người ôm thương nhớ ra đi từ đây. Trời đầy hai đứa vì thiếu tơ duyên, rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên. Thương chi cho lắm giờ cũng xa nhau, người từ ngàn dặm về mà nhịp cầu thước hẹn đến mai sau. Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau, trên cao bao vì sao sáng, rừng vắng có bao lá vàng. Là bấy nhiêu sầu, người đi hoa lá chết trong mùa nhớ. Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ, thà rằng chôn kín mong ước xa nhau, quên đi cho hết một kiếp thương đau. Xin được tiếp tục chia sẻ những lời viết thật hay mà các khán giả đã gửi vào về nhạc sĩ Lam Phương. Đây là chia sẻ của Đinh Yên Thảo. Nhạc sĩ Lam Phương là người viết sử bằng âm nhạc. Ông đã biến âm tên thật của mình Lâm Đình Phùng thành Lam Phương, mà ông hay ai đó đã giải thích là mang ý nghĩa phương trời màu xanh của hy vọng. Hy vọng cho một quê hương thanh bình, không chinh chiến điêu linh. Hy vọng về hạnh phúc của con người không gãy đổ, không chia lìa. Nhưng hy vọng hay mơ ước thì cũng là phạm trù của cảm xúc.
còn định mệnh lịch sử là sự thật của thời gian, chúng chẳng song hành. Chẳng tranh cãi gì khi bảo ông là một trong những nhạc sĩ kiệt xuất và đại chúng hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam, với nhiều cung bậc cảm xúc và dòng nhạc khác nhau. Lam Phương là chứng nhân cho quê hương, cho số phận con người như vậy. Kính thưa quý vị, trong những sáng tác mà nhạc sĩ Lam Phương đã viết nên với vận mệnh đổi thay và những trăn trở của đất nước, thì nhạc phẩm Chiều Tây Đô được ông viết tại Paris năm 1984 là một trong những nhạc phẩm nổi bật nhất. Và xin mời tất cả quý vị cùng nghe lại Chiều Tây Đô, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Kính thưa quý vị, hai tiếng hát Huỳnh Phi Tiễn và Ái Ni. Một đêm anh mơ mình dịu dít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cau thề. Bàn tay anh đan dìu em bước trên cỏ khô, đi trong hoang vắng chiều Tây Đô. Bờ sông yêu xưa ta áo thước tha mi miều, sao anh không thấy về Ninh Kiều. Dường như anh nghe đời nặng chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn chưa quen. Ghé hỏi cỏ cây khóc gió thang vàng kể từ khi mất quê hương, gió ra khơi đưa người vượt biển. Mẹ chờ thứ về ngồi thèm thuồng cơn đói suốt bao ngày, vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm. Bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từ tên đường. Đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu. Ghé hỏi cỏ cây khóc gió thang vàng kể từ khi mất quê hương, gió ra khơi đưa người vượt biển. Mẹ chờ thứ về ngồi thèm thuồng mím châu, vì cơn đói suốt bao ngày, vợ chờ tin chồng ngày về quê.
quá xa xăm. Bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương. Thầy đồ sẽ sống yêu thương. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương. Tây đô sẽ sống lại yêu thương. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương. Tây đô sẽ sống lại yêu. Phi Thiện và Aini, con xin chào ba. Em chia sẻ trước đi, xin quý vị cho Phi Thiện và Aini thêm một phút, hai phút nữa để tâm sự chút xíu. Con rất là thích bài Chiều Tây Đô của bác, mà con tính là tới thăm bác nhưng mà con chưa có kịp thăm. Thì bác mất rồi, thì bây giờ con tới đây con hát chào cho bác nghe. Thì Aini, con xin chào bác. Cũng như Aini vừa nói, Phi Thiện và Aini cũng định là đến để chào hỏi và thăm viếng bác. Thật sự gặp bác thì lúc nào cũng nói Phi Thiện là nên gọi bác là bằng chú thôi. Tại vì chú nói là gọi bác thì già quá đi. Phi Thiện cũng đồng ý như vậy. Nhạc sĩ Lâm Phương sẽ trẻ mãi trong lòng mọi người. Và hôm nay Phi Thiện rất là cảm động, và Phi Thiện cũng xin gửi lời cùng với Aini ngày hôm nay một lời thương tiếc và chia buồn đến cùng gia đình của bác Lâm Phương và cũng như tất cả những người yêu mến ông khắp thế giới. Và con và thế hệ đi sau sẽ luôn gìn giữ dòng nhạc của ông và mong rằng ông ở nơi rất là xa xôi nhưng lúc nào cũng nhớ ghé về thăm và phù hộ cho tất cả chúng con và người Việt Nam khắp thế giới. Xin vĩnh biệt ông. Cảm ơn hai người bạn trẻ Huỳnh Phi Tiễn và Aini với những sự chia sẻ rất là chân chất và chân tình. Thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu tiếp một giọng hát mà sự nghiệp ca nhạc của cô hình như cũng gắn liền với các sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương. Một trong những bài hát mà theo như nhiều lời đồn đại thì đây là bài hát mà nhạc sĩ đã lấy cảm hứng từ chính chuyện tình của người ca sĩ này để viết ra và để gửi tặng cho cô. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe nhạc phẩm Khóc Thầm, và người trình bày bài hát này không ai khác hơn nữ danh ca Hương Lan. Hương Lan xin thân ái kính chào tất cả quý vị đang xem cái buổi mà đưa tiễn nhạc sĩ Lam Phương. Xin có vài lời chia buồn, và đến trước hết là chia buồn đến gia đình của nhạc sĩ Lam Phương. Sau đó Hương Lan có một vài lời để tâm sự cùng nhạc sĩ Lam Phương trước khi tiễn anh ra đi. Nếu nói về kỷ niệm thì Hương Lan và nhạc sĩ Lam Phương có rất nhiều kỷ niệm. Từ lúc mà Hương Lan còn nhỏ xíu đi hát đại nhạc hội thì có lẽ nhớ và được nhắc nhiều nhất là lúc trước tiên, trước khi mà ông viết cái bài Biển Tình. Bài Biển Tình là cái bài đó là sáng tác bởi một đêm đó thì đi ở ngoài biển, ở ngoài Vũng Tàu. Thì lúc đó Hương Lan cũng đi trong chuyến đại nhạc hội đó. Và giữa khuya thì Hương Lan và cô Minh Hiếu đi cùng với ông Lâm Phương. Lúc đó Hương Lan kêu ông Lâm Phương bằng chú. Thì lúc đó là bé Hương Lan đi chung với đi bộ, đi ra từ khách sạn, đi ra đến ngoài bãi biển Vũng Tàu. Thì ngồi nói chuyện. Và khi ngồi nói chuyện đó thì Hương Lan tối quá, Hương Lan nằm ngủ trên cái đùi của chú Lâm Phương. Thì...
Sau đó về thì ông Lam Phương đã viết bài Biển Tình. Đó là cái kỷ niệm lúc Hương Lan còn nhỏ xíu. Lúc sau này thì có thêm kỷ niệm rất nhiều với chú Lam Phương ở đoàn văn nghệ Hoa Tình Thương. Và sau đó thì lại có thêm nhiều kỷ niệm lúc mà còn ở bên Paris. Lúc sang Pháp thì Hương Lan đã được ông Lam Phương tập dượt mỗi ngày và đã bắt Hương Lan gọi là anh, chứ không có kêu bằng chú nữa. Và từ đó Hương Lan gọi là anh Lam Phương. Và giữa Hương Lan và anh Lam Phương có rất nhiều kỷ niệm từ lúc ở bên Pháp. Có rất nhiều bài hát được anh tập dượt, và Hương Lan cũng là một trong những ca sĩ được biết nhạc của Lam Phương gọi là nhiều nhất. Tại vì bài nào cũng tập hết á. Anh viết cho ai cứ anh ngẫu hứng lên, anh viết xong là Hương Lan tới tập. Cứ tập vậy thôi để làm mẫu, hát mẫu cho anh nghe. Và hôm nay em xin được hát một bài để tặng anh lần cuối cùng. Và bài hát này cũng là một bài hát mà anh nói là anh đã viết cho em từ lúc năm 70. Năm 70 anh đã viết bài hát này và đã viết cho cái chuyện của Hương Lan và một người bạn. Đó là một cái ngày chia tay nhau. Và cái đêm chia tay có tổ chức văn nghệ thì anh là cái người đàn trong ban nhạc. Và anh về anh nói là anh viết bài này là anh viết cho Hương Lan đó. Xin mời quý vị. Và em mời anh Lam Phương nghe em hát lần cuối. Bài này em hát cho anh nghe, hát lại cho anh nghe lần cuối. Đó là bài Khóc Thầm. Gác lạnh điều hiu, ngoài trời trắng tỏ mà sao ướt đôi vai mềm. Bóng đêm ngỡ là người em yêu, khép đôi mi lại càng thương. Trời ơi thương nhớ bao năm mặn nồng, bây giờ lìa ngày chưa sống xa nhau, ngọt bùi chia sẻ cho nhau, mà giờ này sao lắm thương đau. Mấy đêm qua rồi nghe từng gió lạnh ngoài, chuông đổ mà nghe tái tê trong lòng. Vâng anh cũ phòng càng quanh hiu, nhớ anh nhớ từng làn hơi thở. Giờ đây mới biết xa anh sẽ làm chết cả đời. Bình an. Bây giờ không còn đau đớn, không còn vui buồn gì nữa, anh gác hết. Và bây giờ em chúc anh được an lành về cõi Phật.
cười. Đường xa gió lạnh mưa nhiều, và đời anh đắng cay trăm chiều. Bao năm rồi một ngày chưa sống xa nhau, ngọt bùi chia sớt cho nhau, mà giờ này sao lắm thương đau. Mấy đêm qua rồi nghe từng gió lạnh ngoài hồi chuông đổ, mà nghe tái tê trong lòng. Vắng anh cô phòng càng quạnh hiu, nhớ anh nhớ từng làn hơi thở. Giờ đây mới biết xa anh sẽ làm chết cả giờ đây mới biết xa anh sẽ là chết cả đời. Nữ nghệ sĩ Hương Lan. Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục với chương trình văn nghệ thì Ngọc Hân cũng nhận được lời nhắn từ ban tổ chức là sau chương trình văn nghệ thì xin mời tất cả các quý quan khách và các quý anh chị em ca nghệ sĩ chúng ta ở lại, bởi vì sau chương trình văn nghệ thì sẽ có một buổi lễ truy điệu và lễ thắp nến để tiễn đưa cố nhạc sĩ Lam Phương trên chặng đường cuối cùng này, để rồi ngày mai thì chúng ta sẽ di quan và tiễn đưa linh cữu của nhạc sĩ Lam Phương về nhà quan để đến với lễ hỏa táng. Cho nên là chúng ta chỉ còn gần ông đêm nay, cho nên là xin tất cả chúng ta cùng ở lại với ông trọn vẹn đến những giây phút cuối cùng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm yêu thương mà tất cả quý vị đã dành cho cố nhạc sĩ Lam Phương. Vâng, kính thưa quý vị, đúng như là anh Dũng đã chia sẻ, thì có thể nói là hơn phân nửa những sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương là viết về tình yêu, mà những bài hát này đa phần là những cảm xúc có thật từ những chuyện tình có thật mà Lam Phương đã được chứng kiến qua những người bạn xung quanh của mình, và nhiều nhất là từ những chuyện tình có thật của chính bản thân ông. Cứ mỗi lần có một mối tình đi qua trong đời thì dường như là cuộc đời của ông nó gắn liền với bốn chữ là một kiếp đa đoan. Cứ mỗi lần có một mối tình đi qua trong đời thì để lại những nhạc phẩm bất hủ. Và bài hát tiếp theo sau đây cũng được sáng tác trong một giai đoạn cũng từ một mối tình, mà từ mối tình đó ông đã viết ra hàng loạt những ca khúc nổi tiếng, ví dụ như là Bọt Biển, Giọt Lệ Sầu, Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi và Thành Phố Buồn. Và bây giờ là một bài hát được viết cho người tình đó, cho mối tình lỡ đó, trong giai đoạn đó. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Phút Cuối của nhạc sĩ Lam Phương. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Hoàng Hiệp. Thưa bác, ngày hôm nay chúng con đến đây để nói lời từ biệt với bác Lam Phương. Lam Phương đối với con, với gia đình con như một người thân ở trong gia đình. Bác đã chỉ dạy và dành cho chúng con rất là nhiều những tình cảm. Ngày hôm nay, có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ vẫn còn kẹt lại ở Việt Nam, không về Mỹ để nói lời từ biệt bác. Anh chị em có nhờ con thắp một nén nhang để chào tạm biệt bác Lam Phương. Và bây giờ con xin được hát
bài hát phút cuối của bác nhé. Còn gần em một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai, biển xanh vẫn xanh người đi sao đành. Để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ, em ơi bao giờ mới được gần nhau. Biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm, rồi xa nhau nghìn chung. Lệ này cho anh hay lệ này cho em, khi mộng ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời nuối tiếc. Đêm cuối cùng bên nhau, biết em sẽ buồn vì thuyền không rời bến. Biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, ngày vui của em cùng ai trên đời, là hôn tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi. Nếu ngày nào tình ta đã phai,
ngày vui của em cùng ai trên đời. Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi. Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này. Cảm ơn ca sĩ Hoàng Hiệp vừa rồi với nhạc phẩm Phút Cuối của nhạc sĩ Lam Phương. Kính thưa quý vị, thường thường người ta nói văn là người. Đối với nhạc sĩ Lam Phương, một người mà với anh em nghệ sĩ đều biết rằng ông luôn luôn là người gặp bất hạnh trong những mối tình của mình. Và với những tâm tình lúc nào cũng phải đi tìm một tình yêu, một hạnh phúc mà chính mình đã đánh mất hoặc nó vì hoàn cảnh đẩy đưa. Nhạc sĩ Lam Phương đã sống trong những chuỗi ngày mang nặng tất cả những đau buồn đó. Và nhờ đó mà ông đã đưa ra cho đời nhiều ca khúc tình cảm lãng mạn thật đặc sắc. Người ta nói rằng có lẽ là nguồn cảm hứng của ông thường đến từ chính tâm tư của mình. Và qua đó, những người yêu âm nhạc của Việt Nam đã được thưởng thức những giai điệu tuyệt tác, những lời nhạc thật êm dịu, mộng mơ. Nhưng không cũng không thể nói đến những nỗi buồn, những mang mát đau khổ đã trải rộng trong đó. Nhạc phẩm tiếp theo mà chúng tôi muốn mời quý vị cùng thưởng thức cũng là một sáng tác được nhiều người ưa thích của cố nhạc sĩ Lam Phương, nhạc phẩm Cỏ Úa. Và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức qua sự trình bày của ca sĩ Đình Bảo. Thưa chú Lam Phương, chú là một người đã cống hiến cho âm nhạc cả một đời. Không những vậy, chú còn dành một cái tình cảm rất là thắm thiết và luôn luôn nâng đỡ những người nghệ sĩ trẻ như là cháu và những người cùng lứa tuổi. Luôn luôn được những cái sự nâng đỡ cũng như sự yêu thương của chú. Hôm nay con tới đây được hát một lời hát cuối cùng có mặt chú ở đây. Và con tin rằng sau này khi các anh chị em nghệ sĩ đi hát khắp nơi, mỗi khi chúng con cất lên một bài hát của chú, thì con tin rằng chú sẽ có mặt ở đó để mà nghe chúng con hát. Nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng. Còn chút thương yêu, xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ? Mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng, màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn. Bão tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu
ngõ đêm sầu cô liêu. Một chiều trên đồi em làm thơ, có biết tương tư vàng úa. Mộng dệt theo đàn bên người mơ, mới biết mình yêu bao giờ. Hỡi cố nhân ơi, chuyện thần tiên xa rồi, tình đã như vôi, mong chỉ còn chúng đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Trên đồi em làm thơ, có biết tương tư vàng úa. Mộng dệt theo đàn bên người mơ, mới biết mình yêu bao giờ. Hỡi cố nhân ơi, chuyện thần tiên xa rồi, tình đã như vôi, mong chỉ còn chúng đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Xin tạm biệt chú. Xin cảm ơn nam ca nhạc sĩ Đình Bảo và xin cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Nghĩa. Kính thưa quý vị, như quý vị đều đã biết, nhạc của nhạc sĩ Lam Phương trải dài qua nhiều chủ đề: tình yêu quê hương, tình mẫu tử, tình yêu đất nước, tình yêu dành cho các anh lính chiến, vân vân và vân vân. Nhưng mà dạo sau này, trong những năm tháng cuối đời của mình, thì nhạc sĩ Lam Phương đã bắt đầu sáng tác những nhạc phẩm nó mang triết lý nhân sinh quan. Nó nói về cuộc đời, mà nói chính xác hơn là nó nói về những mong manh và sự tạm bợ của kiếp người. Và một trong những bài hát đó là nhạc phẩm Đường Trần mà được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác dạo gần đây. Ngày hôm nay sẽ được gửi đến tất cả chúng ta. Mà Ngọc Hân nghĩ là trong dịp này nó lại mang một ý nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Đường Trần của nhạc sĩ Lam Phương. Một đời người đâu có bao lâu, từ khi mang tiếng khóc ban đầu, là đời chìm trong bể sâu. Người sao không thương người, đến khi chia tay lìa đời, ta mang theo được gì đâu. Kính thưa quý vị, Đường Trần, sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Gia Huy. Chú ơi, hôm nay con đến lên tiễn lần cuối với chú. Chú hoan hỷ những ngày gần cuối năm vừa rồi về đại dịch và con đã không có đến thăm chú được. Chú cũng biết là lâu lâu chú với cháu thường thường hay nói chuyện. Phải nói là cháu rất là yêu
những dòng nhạc của chú. Và ngày hôm nay, trước khi đưa tiễn chú lần cuối, với lòng tất cả lòng thương tiếc của cháu, có một chị rất là ái mộ chú, đó là chị Bích Duyên, một khán giả ái mộ, muốn gửi lời chia buồn đến chú cũng như là gia đình. Và cháu bây giờ xin hát lại bài mà chú cũng rất là thích, đó là nhạc phẩm Đường Trần. Một dòng sông ra khơi như gió nhẹ theo mây trôi, xác thân chỉ là tạm thôi, muôn kiếp đất lành nghỉ ngơi. Còn gặp nhau hôm nay mới hay thêm được một ngày, hoa lá xanh chỉ một thời, mai úa hoa tàn một đời. Và đời người đâu có bao lâu, từ khi mang tiếng khóc ban đầu, là đời chìm trong kiếp bể sâu, người sao không thương đến khi chia tay lìa đời, ta mang theo được gì đâu. Đường trần bao gian lao, mưa gió gọi thêm cơn đau, bước chân xa vùng tuổi thơ, cay đắng quên dần mộng mơ. Một hồi chuông lên khói, tiễn đưa linh hồn một người, mai yếm trẻ thơ chào đời, nối tiếp khổ đau loài. Đời chìm trong kiếp bể sâu, người sao không thương người, đến khi chia tay lìa đời, ta mang theo được gì đâu. Đường trần bao gian lao, mưa gió gọi thêm cơn đau, bước chân xa vùng tuổi thơ, cay đắng quên dần mộng mơ. Một hồi chuông lên khơi, tiễn đưa linh hồn một người, tiếng khóc trẻ thơ chào đời, nối tiếp khổ đau loài người. Trời nhìn xuống cũng xót thương đời hoa, từng ngày buồn lặng lẽ trôi. Tạm biệt chú Lam Phương.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Xin mời. Cảm ơn Gia Huy với nhạc phẩm Đường Trần vừa rồi. Thưa quý vị, bài hát tiếp nối trong chương trình chiều hôm nay cũng là một bài hát đã được rất nhiều các ca sĩ thể hiện. Và hầu như nó cũng là một bài hát nằm trong dạng top hit của nhạc sĩ Lam Phương trong số sáng tác thật nhiều của ông. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một tiếng hát đến từ Đà Lạt, thành phố nơi mà nhạc sĩ Lam Phương cũng đã từng có nhiều kỷ niệm khi ông viết bài hát Thành Phố Buồn. Tiếng hát từ Đà Lạt, xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị tiếng hát nữ ca sĩ Diễm Liên. Dạ, con chào chú. Con Diễm Liên. Hôm nay con tới muốn hát tặng chú lần cuối cùng. Con suy nghĩ hoài không biết hát bài nào cũng hay. Nhưng hôm nay đây là lần đầu tiên con xin được hát bài này. Bài hát mang tên Như Giấc Chim Bao. Con mời chú nghe. Còn những gì ngoài một đời chia ly, cuộc tình vừa ra đi bằng con tim sầu úa, bằng ngày tháng buồn tênh, đêm đêm ôm kỷ niệm trong giọt sầu lênh đênh. Cuộc đời có là bao, từ khi ta bước vào tình đã lắm khổ đau, tình như cơn mưa rào mình vẫn đến tìm nhau, tình chưa vui đã vội bỏ nhau. Còn những gì tình mới nắm biệt ly tan nát người đi, lời trùng dương đêm đêm vỗ về trong muộn thế tung cánh bay đi. Còn những ngày mặn nồng êm ái, người vội quên hay cố vui cho niệm xưa câu ca êm đềm, biết người còn ghi thác trong tim. Bây giờ mình đã xa nhau, thương anh nước mắt tuôn trào, mười năm yêu đó như cơn mưa rào, như giấc chiêm cuộc đời có là bao, từ khi ta bước vào tình đã lắm khổ đau, tình như cơn mưa rào mình vẫn đến tìm nhau, tình chưa vui đã vội bỏ nhau. Còn những gì tình mới nắm trùng dương đêm đêm vỗ về trong muộn thế tung cánh bay
đi, còn những ngày mặn nồng ân ái, người vội quên hay cố vùi chôn kỷ niệm xưa, câu ca êm đềm biết người còn ghi khắc trong tim. Mình đã xa nhau, thương anh nước mắt tuôn trào. Mười năm yêu đó như cơn mưa rào, như giấc chiêm bao. Mười năm yêu đó nữ ca sĩ Diệm Liên. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta mới vừa được nghe một nữ ca sĩ từ Đà Lạt, người Đà Lạt hát rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ lại nghe tiếp một ca khúc viết về Đà Lạt, một trong những ca khúc viết về Đà Lạt nổi tiếng nhất từ trước đến giờ. Kính thưa quý vị, chắc là quý vị cũng đã đoán được rồi. Vâng, đó chính là nhạc phẩm Thành Phố Buồn, được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác năm 1970 khi ông đang ở tại Đà Lạt. Và bài hát đó đã lần đầu tiên được phát thanh bởi Đài Phát thanh Đà Lạt và sau đó đã lan tỏa khắp miền Nam Việt Nam và tạo nên một làn sóng hâm mộ vô cùng lớn. Và chẳng những như vậy, bài hát này đã tạo nên một kỷ lục xuất bản từ trước tới giờ của tất cả các nhạc phẩm của các nhạc sĩ vào thời đó. Có một chi tiết rất là khá thú vị, Ngọc Hân xin chia sẻ với quý vị, là chính nhạc sĩ Lam Phương đã chia sẻ là với bài hát Thành Phố Buồn thì vào lúc đó đã mang về cho ông 12 triệu đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa. Mà vào thời điểm hiện tại bây giờ, nếu quy ra tiền đô Mỹ đó, kính thưa quý vị, là 432.000 Mỹ Kim chỉ với bài hát Thành Phố Buồn. Và vào lúc đó thì bài hát này đã giúp cho vợ chồng nhạc sĩ Lam Phương lúc bấy giờ mua được một căn nhà, có được một tổ ấm nhỏ. Nói để cho quý vị thấy là sức lan tỏa của dòng nhạc Lam Phương ở thời điểm đó là lớn như thế nào. Và bài hát Thành Phố Buồn cho đến tận bây giờ vẫn là một trong những dấu son lừng lẫy nhất trong sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Lam Phương. Và bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe lại Thành Phố Buồn với hai tiếng hát của nhạc sĩ Hoài Phương và nam ca sĩ Nguyên Khang. Xin lỗi quý vị, anh Hoài Phương phải gắn cái microphone vào cái kèn. Tại vì anh nghe cái bài hát này quá mắc tiền, đâm ra anh quên mất là gắn cái microphone luôn. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình
tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già, chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày Chủ Nhật ngày của riêng mình, thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lứa thưa chìm dưới sương mù, quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng kim cầu dệt mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm dấu nhà người. Thầm anh tiếc thương người, đau buồn em khóc chia phôi, anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Rồi từ đó chốn phong ba em làm dấu nhà người. Âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi, anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đá u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều trầm trầm thê lương, tiễn đưa người quên nỗi đời quên cả tình yêu. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều trầm trầm thơ lương, tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Xin cảm ơn tiếng hát Nguyên Khang và Hoài Phương cùng với tiếng kèn thật hay của bạn. Trong này thì chúng tôi cũng nhận ra có một số các cái comment live ở trên YouTube của Thúy Nga cũng đưa những lời chia sẻ và chia buồn đến cố nhạc sĩ Lam Phương, một nhạc sĩ tài ba nhất Việt Nam trong lòng tôi, mong nhạc sĩ về cõi Phật. Đó là chia sẻ của Jenny Huỳnh. Nhạc sĩ tài ba ra đi nhưng để lại những kỷ niệm đẹp ngàn đời sau. Một chia sẻ của bạn Jack. Nghe biết bao ca khúc của ông, bài nào cũng hay, cũng thấm, Vĩnh Biệt Ông của VA Studio. Và ngoài ra thì cũng còn những lời khen sự kết hợp rất là hay và ăn ý của Hoài Phương cũng như Nguyên Khang qua bài hát vừa rồi. Xin cảm ơn tất cả những quý vị. Chúng tôi cũng xin nhắc nhở rằng sau chương trình ca nhạc để tưởng niệm cố nhạc sĩ Lam Phương trong buổi chiều ngày hôm nay, thì tiếp theo sau đó sẽ là buổi thắp nến để cùng tưởng niệm nhạc sĩ Lam Phương. Các nghi lễ cũng sẽ do cho
các tôn đức tăng ni của chùa Huệ Quang thực hiện. Chúng tôi mong quý vị và các anh chị em nghệ sĩ chúng ta sẽ cùng ở lại để cùng thắp nến để tưởng niệm nhạc sĩ Lam Phương. Bây giờ thì chúng tôi xin giới thiệu đến cùng quý vị một nét nhạc cũng tươi vui trong dòng sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Đây là một bài hát mà theo những tư liệu cho biết là ông đã sáng tác trong thời kỳ ở tại Paris, Pháp Quốc, nơi mà ông lại trở lại với tình yêu màu hồng khi tìm được một tình yêu mới sau những thất bại trên tình trường và đã làm cho ông phải lánh xa California. Một trong những bài hát cũng tạo dấu ấn vui tươi cho dòng âm nhạc Lam Phương trong thời kỳ này, đó là bài hát Thiên Đàng Ái Ân. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của nữ ca sĩ Linda Trang Đài. Và sau đây Linda xin hát một nhạc phẩm của chú Lam Phương mà Linda đã được thu trong Paris by Night. Và hôm nay Linda cũng xin đến đây để cùng chia buồn với gia đình chú Lam Phương. Vô cùng thương tiếc chú Lam Phương, xin gửi đến nhạc phẩm của chú Lam Phương Thiên Đàn Ái Ân. Đường nào vào thiên đàng ái ân là đường vào nhịp thở lần lần. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phủ đơn mòn gót chân mềm. Lạc vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi chôn sau cành xa vút, có muôn đời còn được yêu nhé em. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư ảo, không tình này say đắm hơn anh đâu. Chờ một ngày pháo hồng reo vui là đường về ôm bóng đừng côi. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bút gom xin là mình tính chuyện trăm năm. Nào vào thiên đàng ái ân là đường vào nhịp thở lâng lâng. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phủ đơn mòn gót chân mềm. Lạc vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi chôn sau cành xa vút, để muôn đời mình còn được yêu nhé em. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư ảo, không tình nào say đắm hơn em đâu. Chờ một ngày pháo hồng reo vui là đường về ôm bóng đừng côi. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bước gom xin là mình tính chuyện trăm năm.
vào thiên đàng ai ăn là đường vào nhịp thở lăng lăng. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, cỏ hoa vàng phủ đơn mòn gót chân mềm. Lạc vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi chôn sâu cánh xa vút, để muôn đời mình còn được yêu nhé anh. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư ảo, không tình nào say đắm hơn anh đâu. Chờ một ngày pháo hồng reo vui là đường về ôm bóng đơn côi. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bức gông xiềng là mình tính chuyện trăm năm. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bức gông xiềng là mình tính chuyện trăm năm. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bức gông xiềng là mình tính chuyện trăm năm. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Linda Trang Đài. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa là ngay sau chương trình văn nghệ thì chúng ta sẽ có một buổi lễ thắp nến và truy điệu để tiễn đưa nhạc sĩ Lan Phương trên chặng đường cuối cùng này. Rồi ngày mai sẽ là lễ di quan và lễ hỏa táng. Xin quý vị, ban tổ chức tha thiết, xin quý vị ở lại với nhạc sĩ Lan Phương cho đến những phút cuối cùng trong tối ngày hôm nay. Và nhạc phẩm tiếp theo trong buổi văn nghệ tưởng niệm nhạc sĩ Lan Phương là nhạc phẩm Lầm. Và về bài hát này thì Ngọc Hân đã đọc được trong những dòng comments có một bài thơ mà một người khán giả đã viết cho nhạc phẩm Lầm của nhạc sĩ Lam Phương. Ngọc Hân xin chia sẻ với quý vị. Thì người cứ bảo ta lầm, lỡ làng đem trái tim cầm cho không. Ừ, thì người bảo ta mong, mong người trong mộng lại quay trở về. Thì ta hãy cứ si mê, và người cứ phụ não nề tình ta. Ừ thì người hãy cứ xa, để ta ngồi hát bài ca yêu lầm. Và sau đó là anh còn ghi là sự ngao ngán, thất vọng về cuộc đời và tình người đã khiến cho Lam Phương là một người hiền từ, ăn nói nhỏ nhẹ và cư xử thật khiêm tốn, phải xúc cảm để có những lời nhạc thống thiết và uất ức như trong bài Lầm. Kính thưa quý vị, xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Lầm với tiếng hát của nam ca sĩ Thế Sơn. Thế Sơn xin thân ái kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tang lễ của cố nhạc sĩ Lam Phương. Thế Sơn cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến cô Bảy, chú Lâm cũng như là tăng quyến của nhạc sĩ Lam Phương. Và xin cầu chúc cho hương linh của chú Lâm Phương sớm được siêu thoát về cõi Phật. Và sau đây xin mời quý vị nghe lại một bài hát mà chú Lâm Phương đã viết vào đầu thập niên 80. Bài hát được mang tên Lầm. Anh đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Thà cuộc đời yên trong lòng đất, được trở về tiếng khóc ban sơ, hơn là mang kiếp mong chờ. Anh đã lầm đưa em về đây, cho tâm hồn tan nát từng ngày, cùng điều nhạc lấm ly huyền bí, dìu lòng người sang chốn đam mê, đưa anh vào khổ lụy hôm nay. Lời yêu thương nồng
cháy của 20 năm đây. Ngày yên vui hạnh phúc, ước vọng đến tương lai đã vùi trong giấc ngủ say. Cơn đau và vùng lầy, để anh đi, để anh viết bằng yêu thương, bằng nước mắt, bằng con tim đọa đầy, tìm quên trong miệt mài để vơi nỗi buồn còn đây. Con tim nào không hay đổi thay, cuộc tình nào không lắm hận sâu. Ngọn đèn vàng lung linh hè phố, điệu nhạc buồn văng vắng đâu đây, chỉ thêm làm giá lạnh đêm nay. Lời yêu thương nồng cháy của 20 năm đây. Ngày yên vui hạnh phúc, ước vọng đến tương lai đã vùi trong giấc ngủ say. Cơn đau và vùng lầy, để anh đi, để anh viết bằng yêu thương, bằng nước mắt, bằng con tim đọa đầy, tìm quên trong miệt mài để vơi nỗi buồn còn đây. Con tim nào không hay đổi thay, cuộc tình nào không lắm hận sâu. Ngọn đèn vàng lung linh hè phố, điệu nhạc buồn văng vắng đâu đây, chỉ thêm làm giá lạnh đêm nay. Ngọn đèn vàng lung linh hè phố, điệu nhạc buồn văng vắng đâu đây, chỉ thêm làm giá lạnh đêm nay. Xin cảm ơn quý vị. Và Thế Sơn xin chào, xin tiễn biệt chú Lâm Phương. Cảm ơn ca sĩ Thế Sơn rất nhiều với nhạc phẩm vừa rồi, một trong những dấu ấn sâu đậm của nhạc Lam Phương đến với những người yêu nhạc. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều lời comment phê bình ở trên YouTube của chương trình Streamline Thúy Nga. Trong này cũng có một số các ý kiến hỏi là tại sao là phải đeo khẩu trang để lên trình bày, không có tôn trọng khán giả. Chúng tôi xin thưa cùng quý vị một lần nữa, California hiện nay là một trung tâm dịch, mà con số nhiễm bệnh của nó đã lên cao vượt quá 1 triệu người. California là một trong những tiểu bang hiện nay đứng hàng đầu về con số nhiễm dịch. Cho nên trong bất cứ một cuộc hội họp và gặp mặt nào thì chúng tôi cũng phải tuân theo những yêu cầu của cơ quan CDC. Tất cả những ca sĩ lên đây trình bày, chúng tôi đều cố gắng làm sao để không có mang khẩu trang. Là vì tất cả những cái microphone mà quý vị thấy đó thì đều được tất cả các anh chị em kỹ thuật trao cho mỗi người mỗi cái khác nhau. Ca sĩ này hát xong vào chúng tôi khử trùng, sau đó bọc một cái bao mới và trao cho một ca sĩ khác. Tuy nhiên có vì những ca sĩ muốn giữ cái sự an toàn cho những người chung quanh và sử dụng chung một cái microphone cho nên đã đeo khẩu trang. Thì đây là cái điều mà chúng tôi cũng mong xin thưa để cùng vừa mong được cái sự thông cảm của tất cả quý vị. Chúng tôi đều tất cả đều rất là kính trọng sự yêu mến của khán giả và muốn mang đến cho không khí tang lễ một sự trang trọng cần thiết và nghiêm trang cần thiết.
tuy nhiên vẫn phải tuân theo một số các cái quy định. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng trở lại với dòng nhạc Lam Phương, một trong những bài hát cũng ghi dấu ấn sâu đậm của ông trong dòng nhạc tình tan vỡ. Giọt lệ sầu là những lời thơ não nuột để nói lên những cuộc chia ly trong tình cảm của ông. Bây giờ mời quý vị thưởng thức bài hát này mà người nghệ sĩ sau đây cũng đã trình bày nhiều lần trên Trung tâm Ban nhạc Thúy Nga Paris cũng như là trong các buổi trình diễn của cô, và cũng đã nhận được rất nhiều sự tán thưởng. Tiếng hát, Tâm Đoan và Giọt Lệ Sầu. Tâm Đoan xin kính chào tất cả gia đình, gia quyến của nhạc sĩ Lam Phương. Xin kính chào quý khán thính giả có mặt ở đây cũng như là đang xem livestream. Con xin kính chào chú Lam Phương. Tâm Đoan là một trong những tiếng hát thuộc thế hệ sau này, cho nên không bao giờ mơ ước được chính thức hát dòng nhạc của chú mà trước mặt của chú. Nhưng mà may mắn là Tâm Đoan được cái điều này khi mà tham gia vào trong Trung tâm Thúy Nga. Và một trong những cái liên khúc đầu tiên mà đã làm cho tiếng hát của mình bay xa hơn nữa là cái liên khúc của chú Lam Phương. Đó là một trong những cái bài hát mà nếu mà có những cái đêm cúp điện ở Việt Nam đó, thưa quý vị, từ nhỏ xíu Tâm Đoan đã được nghe những câu hát này mà lúc đó không biết là người tác giả là ai. Đó là bài hát Đường Về Đêm Nay Vắng Tanh, Giạt Rào Hạt Mưa Rớt Nhanh, Lạnh Lùng Mưa Xuyên Áo Tơi, Mưa Chẳng Yêu Kiếp Sống Mong Manh. Rồi thì chú ơi, chắc chú biết những cái câu mà dân gian đặt vui lại cho bài hát này của chú là Đường Về Đêm Nay Vắng Tanh, Đường Về Đêm Nay Vắng Tanh, Anh Đùng Tui Anh Nói Tui Đuôi. Tâm Đoan xin phép cho một chút xíu không khí nó nhẹ nhàng hơn để tưởng nhớ đến dòng nhạc của chú thôi. Nhưng thật ra tâm trạng bây giờ thì cũng giống như mọi người, ai cũng thương tiếc chú cả. Và với một người nghệ sĩ thì không có nhạc phẩm hay để hát, làm sao có thể thăng hoa tiếng hát của mình được, thưa quý vị. Con mong rằng chú ra đi thật là thanh thản. Cảm ơn chú đã cho Tâm Đoan có cơ hội được hát những bài hát của chú và được gặp con người của chú ở ngoài đời. Ai chú cũng khen là con hát hay lắm. Một dòng nhạc vô cùng đại chúng. Xin kính tiễn chú về cõi vĩnh hằng. Mời chú cùng nghe lại bài hát mà chú hay chọc con là hát y chang như cái người mà chú đã viết tặng cho. Đó là ca khúc Giọt Lệ Sầu. Giọt lệ này em cho anh hơn tất cả. Giọt lệ này em đã giết gọn tim anh. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta cho nhau những lời nồng say, chuyện tình mình say bằng nước mắt có bao giờ tan vỡ đâu anh. Lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ, nụ cười này đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm, cho anh đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh mong giấc ngủ triền miên. Lời buồn nào trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thế. Quen muộn màng yêu trong vội vàng, chưa cạn lời đêm đã vội tan. Còn buồn nào hơn phút chia ly, tìm nụ hôn cho nhau lần cuối. Em bùi ngùi anh lo sợ nhiều, trên đường về
đêm vắng điều hiu. Tàn hẹn hò em suy tư, anh thức trắng gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn. Khi xa em đâu buốt tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng là em. Và từng hồi ngoài hiên lá rụng buồn thế. Trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thế. Quen muộn màng, yêu trong vội vàng, chưa cạn lời đêm đã vội tan. Còn buồn nào hơn phút chia ly, tìm nụ hôn cho nhau lần cuối. Em vui ngồi anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng điều hiu. Tàn hẹn hò em suy tư, anh thức trắng gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn. Khi xa em đau buốt tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng là em. Và từng hồi ngoài hiên lá rụng buồn thế. Khi xa anh đâu buốt tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng là anh. Và từng hồi ngoài hiên lá rụng. Sĩ Tâm Đoan. Và thưa quý vị, và sau đây là một bài thơ mà nghệ sĩ Hoài Linh từ Việt Nam đã viết để gửi tặng đến với cố nhạc sĩ Lam Phương. Và điều đặc biệt là những lời thơ trong bài thơ này đều được cấu thành từ chính những sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương. Xin được chia sẻ với tất cả quý vị đang theo dõi. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình trực tiếp lễ tang của cố nhạc sĩ Lam Phương tại chùa Huệ Quang, thành phố Westminster, tiểu bang California. Cháu Hoài Linh kính tiễn chú về cõi vĩnh hằng với bài thơ Ngày Tạm Biệt. Bảy nốt nhạc thôi 70 năm, gửi những buồn vui, những lặng thầm, lời ca u uất, tình gian dở, gửi đến tha nhân những thăng trầm. Gửi lời đến mẹ dưới đèn khuya, tha phương sinh kế mới chia lìa. Nhớ hình dáng mẹ mòn mỏi đợi, hỏi con vì sao chẳng thấy dìa. Kiếp nghèo sao vẫn cứ đeo mang, một mình lặng lẽ giấc mộng tàn. Thành phố buồn tênh chân độc bước, duyên kiếp chờ người mãi lang thang. Mùa thu yêu đương đến rồi đi, biển tình sóng vỗ xóa những gì, để rồi buồn say trong men rượu, lầm cho phút cuối quá ai bi. Trăm nhớ ngàn thương giữa thu sầu, tình bơ vơ luôn những niềm đau. Cỏ úa xót xa mưa lệ đổ, một đời tan vỡ hẹn kiếp sau. Ngày buồn tạm gác bút mực thôi, đường về quê hương đã chờ rồi. Tạm biệt mọi người, thôi đi nhé, màu lam phương ấy giữ giùm tôi.
À, cảm ơn nghệ sĩ Hoài Linh, một bài thơ rất là hay và rất là ý nghĩa. Và đặc biệt là ở những câu cuối cùng, đường về quê hương đã chờ rồi. Thì có lẽ ước mong của nhạc sĩ Lam Phương thuở còn sinh thời là sẽ được trở lại quê hương của mình, về lại với Kiên Giang, về lại với ngôi mộ của người mẹ của mình mà thắp một nén hương lòng. Lúc sinh thời thì ông đã không thực hiện được ước mơ này, và chúng tôi thật sự tin rằng là giờ thì ông đã có thể hoàn thành được ước nguyện cả cuộc đời này của mình với người mẹ mà ông thương yêu nhất, người mẹ mà ông kính trọng nhất. Vì như quý vị đã biết là cố nhạc sĩ Lam Phương là con cả trong một gia đình gồm có nhiều anh chị em. Và sau khi bố của ông bỏ đi thì người mẹ hiền là người tảo tần gồng gánh sớm hôm ở vậy mà nuôi cả đàn con khôn lớn lên người. Và bà chính là người đã nuôi dưỡng những cảm xúc đầu tiên của nhạc sĩ Lam Phương để ông có thể sáng tác ra những bài hát trọn vẹn và đi sâu vào lòng người. Và có lẽ cũng bởi chính vì tuổi thơ cơ cực mà bản tính của nhạc sĩ Lam Phương từ bé đã rất trầm tính, không cười đùa nhiều như những đứa trẻ khác. Và ông mang gói ghém tất cả những tâm tư tình cảm này của mình, làm nên một tâm hồn rất đẹp. Và ông đã truyền tải tâm hồn này vào trong những sáng tác của mình. Kính thưa quý vị, Ngọc Hưng xin phép nói dài hơn một chút. Là vì sao? Là bởi vì nãy giờ trên livestream thì Ngọc Hưng có thấy tất cả quý vị comments. Là quý vị biết là hiện giờ là ở Mỹ là 6 giờ rưỡi tối rồi. Và vì bảo vệ an toàn cho mọi người, cho nên chương trình tang lễ ngày hôm nay của chúng ta, lễ viếng ngày hôm nay của chúng ta là phải thực hiện ở ngoài trời và phải thực hiện trong một căn lều, kính thưa quý vị. Cho nên là về vấn đề ánh sáng đó, thì hiện giờ nó cũng chưa có được bảo đảm, là bởi vì chúng ta đang ở trong một căn lều và bây giờ là ở ngoài trời thì đã tối rồi. Cho nên là hiện giờ thì thể theo những cái comments của quý vị là quý vị thấy là ánh sáng ở trong livestream nó hơi tối, thì Trung tâm Thúy Nga đang cố gắng để khắc phục bằng cách là chúng ta đã thêm đèn trên sân khấu để quý vị có thể nhìn rõ hơn. Vậy thì Ngọc Hưng xin phép nói dài hơn một tí. Bây giờ thì tới đây thì công tác chuẩn bị đèn đóng thì cũng đã hoàn thành rồi. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng trở lại với chương trình văn nghệ tưởng niệm nhạc sĩ Lam Phương. Và kính thưa quý vị, nếu như nhạc phẩm Khóc Thầm được viết riêng cho tuyển truyện tình của nữ nghệ sĩ Hương Lan, thì bài hát Em Đi Rồi đã vượt viết cho truyện tình của ca sĩ Họa Mi. Bài hát này được nhạc sĩ Lam Phương viết năm 1988 tại Pháp. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức Em Đi Rồi với tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thanh Thúy. Có nắng không anh, lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày. Giờ một mình anh lẻ bước trong sương mai, người tình còn đâu chỉ đơn cô đơn, biết chia cùng ai nỗi buồn trên xương người. Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi, lệ tràn bờ mi thì đã qua chia ly. Dù tình thật xa vẫn còn đây, khóe mắt u sầu vì ngân lệ chưa vơi. Trời buồn tình nhau chưa
em đi rồi, từ đây tiếng hát cô đơn biết chia cùng ai nỗi buồn trên xứ người. Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi, lệ tràn bờ mi thì đã qua chia ly. Dù tình thật ra tình vẫn còn đây, khóe mắt u hoài vì ngân lệ chưa vơi. Trời buồn tình âu, trời đêm gió biển đông, tình buồn tình xa tình không mơ gió. Hai phương trời rộng tình vẫn của Mai Thanh Thúy muốn. Cho nên hôm nay Mai Thanh Thúy đến đây để tiễn biệt chú, và Mai Thanh Thúy xin chia buồn cùng gia đình. Cảm ơn chú, cảm ơn chú những ngày chú đã cho con đứng cạnh bên hát để cho chú giúp con hát hay hơn trong mỗi lần chú cho con chút thời gian. Nhưng bây giờ xa chú rồi, xa chú mãi mãi, nhưng trong tim con vẫn luôn luôn nhớ chú. Xin cảm ơn chú. Cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Mai Thanh Thúy và Em Đi Rồi. Vâng, thưa quý vị, tiết mục kế tiếp đây cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương để kể về những chuyện tình. Và trong đó thì người ta thấy rằng tuy đã đường tình duyên của mình thật nhiều lận đận, nhưng mỗi khi gặp được một người tình, một tình yêu, thì ông lại biết trân trọng những giá trị đích thực của tình yêu. Một người luôn mưu cầu hạnh phúc đi tìm tình yêu, cho nên nhận ra cái chân giá trị của tình yêu mỗi khi nó đến với mình. Tuy nhiên có vẻ như số phận nghiệt ngã lúc nào cũng làm cho ông cảm thấy bị tuột lui phía sau với những hạnh phúc mà tình yêu đem lại. Nhạc phẩm tiếp theo cũng là một tiết mục đã từng là một tiết mục rất thành công của người nữ nghệ sĩ. Sau đây, cô đã từng trình bày bài hát này trên Trung tâm Ban nhạc Thúy Nga trong một cuốn video thực hiện cho nhạc sĩ Lam Phương. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Cảm ơn người tình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lam Anh. Lam Anh xin được kính chào gia quyến của chú Lam Phương, và Lam Anh cũng được xin kính chào tất cả quý vị. Con xin được thương kính chào chú Lam Phương. Ngày hôm nay chúng con đến đây để dâng lời ca tiếng hát tiễn biệt chú. Con cảm thấy con là một người rất là may mắn khi con không phải là ca sĩ đã hát lâu năm, là một người ca sĩ cũng còn khá trẻ, thế hệ sau này, nhưng mà cũng có một cái cơ duyên là con được gặp gỡ chú qua công việc với Trung tâm Thúy Nga. Và con đã được đi rất là nhiều những cái show ca nhạc với chú, và được đến nhà chú thăm chú, và được chú trao cho những tình cảm cũng như những lời khen con không bao giờ quên. Chú còn muốn là con thực hiện một album của chú, nhưng mà mãi đến giờ thì con cũng chưa có
thể thực hiện được cái lời hứa của mình. Nhưng ngày hôm nay thì con đến tiến chủ bằng một bài hát, không phải là bài hát mà con đã hát ở trong Paris by Night. Đó là bài cho em quên tuổi ngọc, nhưng mà hôm nay con sẽ hát một bài hát khác mà con cũng rất là yêu thích bài hát này. Đó là bài Cảm ơn người tình. Con xin được hát tặng chú. Chưa biết niềm đau, mùa xuân vây quanh, nhìn đời bằng đôi mắt màu xanh. Rồi ta quen nhau, những đêm hẹn ước, người tìm ta bằng những môi hôn nồng nàn. Rồi ta yêu nhau, đâu biết ngày sau. Thời gian quá mau, tình là mầm nhen nhúm khổ đau. Người mang cho ta hát hiu niềm nhớ, và cho ta hạnh phúc mong manh đợi chờ. Mộng thôi tan biến như sương mù khơi nơi nồng yêu ban đầu. Tình là hoa khi sắc hoa tàn úa, mới biết đời buồn đây ngày dài đêm mong manh. Những lúc cô đơn nghe như trong tim dâng lên hình bóng xa vời, tình đã phụ ta, đời sau còn lắm phong ba dạ rơi. Ngoài kia mưa rơi, hoa lá tả tơi, buồn theo mây trôi, gửi về người đã giết tình tôi. Từ nơi xa xôi, cảm ơn tình đó vừa cho ta ngày tháng đau thương ngậm ngùi. Đời sao còn lắm phong ba dã rơi, kia mưa rơi, hoa lá tả tơi, buồn theo mây trôi, gửi về người đã giết tình tôi. Từ nơi xa xôi,
Anh Nghĩa. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Lam Anh. Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi mong ngày về từng phút người ơi. Vâng, kính thưa quý vị, nỗi niềm trăn trở, nỗi khắc khoải và nỗi nhớ thương mà nhạc sĩ Lam Phương dành cho nơi chôn nhau cắt rốn, dành cho đất mẹ mãi mãi là một trong những ước mơ, một trong những điều mà nhạc sĩ Lam Phương đã không thể thực hiện được trong lúc ông còn sinh thời. Kính thưa quý vị, từ những ngày đầu rời xa quê hương đất mẹ cho đến những ngày cuối trong cuộc đời của mình, nỗi nhớ da diết về quê hương của ông vẫn chưa bao giờ ngưng. Và bài hát này được thể hiện, nỗi niềm này được thể hiện rất rõ nét trong bài hát Đường về quê hương mà Trung tâm Thúy Nga đã lấy chủ đề này để thực hiện cho cuốn DVD Paris by Night số 88. Và đến bây giờ, đây sẽ là bài hát cuối cùng trong chương trình văn nghệ tưởng niệm cố nhạc sĩ Lam Phương. Ở trong bài hát này, dường như là ông đã tiên đoán được số mệnh và số phận của ước mơ này của mình. Ông đã viết rằng, nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan, quê hương yêu dấu với con đường thênh thang, tưng bừng đón ta về. Ông mong rằng, một ngày đến khi ông qua đời, ông sẽ lại có thể về lại với Việt Nam, về lại với đất mẹ, và đất mẹ sẽ dang rộng vòng tay ôm lấy ông vào lòng, một trong những người con ưu tú nhất của nước Việt. Và kính thưa quý vị, xin mời tất cả quý vị cùng lắng lòng để thưởng thức Đường về quê hương, ước mơ, tình yêu thương và niềm trăn trở của nhạc sĩ Lam Phương cho đến tận những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của mình. Thưa quý vị, Đường về Lam Phương, Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà. Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà xin chia buồn cùng gia quyến của gia đình chú và xin chú về nơi đất trời yên lành. Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoàng. Đường mòn quanh có ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều nhẹ đưa. Đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa. Cô em đôi mắt ướt mang sầu chia ly, ra mừng đón anh về. Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi, tôi mong ngày về từng phút người ơi. Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi, thương cho ai chờ mong héo hạt. Nhắc qua để rồi đêm xuống ngậm ngùi. Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm năm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng sỏi đá, thương tiếc một thời qua. Nếu mai này muốn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang, từng bừng đón ta về.
Việt Nam nước tôi mong ngày về từng phút người ơi. Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi nơi. Bây giờ buồn lắm người ơi, thương cho ai chờ mong héo hạt. Nhắc qua để rồi đêm xuống ngâm. Rồi tưởng chừng ngày qua, đêm năm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng sỏi đá, thương tiếc một thời qua. Nếu mai này muốn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa tràn. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang, tưng bừng đón ta về. Quê hương yêu dấu với con đường thênh.